để bạn đã biết 5 cầu thủ đẹp trai nhất thế giới. 5. Hậu vệ Gerard Piqué, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1987 ở Barcelona, Catalonia. Chiều cao 1m94, quốc tịch Tây Ban Nha. Piqué là một trung vệ mạnh mẽ và có IQ cao. Hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Barcelona. 4. Tiền vệ Toni Kroos, sinh ngày 4 tháng 1 năm 1990 ở Greifswald. Chiều cao 1m82, quốc tịch Đức. Kroos được báo chí cũng như các cầu thủ đàn anh ca ngợi là một tiền vệ tấn công với đầy đủ phẩm chất, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid. 3. Tiền vệ Marco Roy, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1989 tại Dortmund. Chiều cao 1m80, quốc tịch Đức. Roy được biết đến bởi tính linh hoạt, tốc độ và kỹ thuật trên sân. Hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Borussia Dortmund. 2. Tiền đạo Cristiano Ronaldo, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1985 tại Santo Antonio. Chiều cao 1m87, quốc tịch Bồ Đào Nha, được coi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ronaldo là chủ nhân của 5 quả bóng vàng châu Âu. Hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Juventus. 1. Tiền vệ David Beckham, sinh ngày 2 tháng 5 năm 1975 ở Leytonstone, London. Chiều cao 1m83, quốc tịch Anh. Beckham là một trong những cầu thủ sút phạt xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Hiện đã giải nghệ.